À, chào quý anh chị thân mến, anh chị nào mình có nhu cầu mà mình mua đất để mình làm nhà nghỉ dưỡng nha, đó, hoặc là anh chị mua đầu tư thì hôm nay nè, cái lô này nè em giới thiệu cho anh chị nè, xứng đáng để anh chị mình mua đầu tư nha, hoặc anh chị làm view nghỉ dưỡng nha. Vì sao ạ? Thứ nhất, đây là dân cư hiện hữu đường bê tông. Thứ hai, mình là view lòng hồ Trị An nha anh chị, rất đẹp ở đây luôn. Bây giờ Hiệp quay sơ lược ở đây anh chị xem nha. Trước mắt mình đây anh chị nhìn thấy, đây là con đường nhựa lớn nha, đó, nhưng mà khúc này là bê tông, trong là bê tông nè, còn ở đây mình ra là đường nhựa nè, thì nhà cửa dân cư ở nè, đó. Từ đây nè, anh chị mình ra tới chợ nha, nó tầm khoảng độ 1 km nha, còn anh chị ra quốc lộ 20 là 5 km, và trước quốc lộ mình là khu công nghiệp rồi luôn nha, đó. Còn đất mình đây nè, từ cục móc hàng rào này nè, mình chạy dài qua đây đó, tới cái cục điện này nha, là mình được 18m nha. Đó, rồi 18m này mình chạy sâu vô đụng cái nhà ở trong đó, là ở đây mình quy hoạch đất ở 100% luôn nè, đó. Nhưng mà phần đằng sau của mình là nó là gì, dịch vụ thương mại nha, đó, nó có hai loại đất thì tư vấn rõ anh chị nha. Ở đây là đất được lên thổ cư nè, còn đất đằng sau thì nó là dịch vụ thương mại. Thì ở đây có diện tích là 3.000 m². Nhưng cái điều đặc biệt ở miếng đất này nữa, đó là ở đằng đây mình còn con đường đi vô nữa nha. Thì cái đất mình nó giống chữ L anh chị, nó chạy thẳng vô đó và nó quẹo qua đây nha, nó vuông quất phía sau, thì như vậy là nó thành là chữ L. Nó có hai mặt tiền đường này đó, và bên đây mình có một cái mặt tiền đường này nữa. Thì ở đây Hiệp, giờ Hiệp đi đường này nè, Hiệp xuống cho anh chị xem nha. Đây là nhà cửa dân cư ở nè, có nghĩa là tính cái mảnh này là từ đây nè qua đây nè là nó dưới cái nhà này nè. Còn nếu mà nó luôn cái nhà này luôn là phải nó miếng đất nó vuông cực kỳ đẹp luôn đó. Thì Hiệp đi qua cho anh chị xem nha, và nó rất là đẹp luôn. Mình nói anh chị nào mình về mua mình làm nghỉ dưỡng đó, ok nha. Đấy, đây anh chị nhìn thấy nhà cửa ở đông đúc ha, đó, đây khu dân cư rồi đó, đông nghẹt rồi đó. Đây mình có con đường nè, đó, con đường ô tô nè. Thì con đường này tuy nhiên là con đường này chỉ có 3m thôi, mình đi thẳng xuống là của mình, nó có mặt tiền đường này nè, bên hông này nè, à, là mình được 38m nha, đó, cái mặt bên hông 38m, còn mặt đằng trước này 18m, ok chưa? Đây mình cái nhà này ha, nguyên cái dãy nhà này nè, đó. Thì bây giờ con đường này thì xuống đây là đất của mình nè, tới đây Hiệp chỉ anh chị kỹ nha. Đây là con đường bên hông nha anh chị, còn mặt tiền đằng trước hồi nãy thì quay cho anh chị xem rồi ha. Đó, ở đây mình là thuộc xã La Ngà, huyện Ninh Quán, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Ấy, con đường này đi xuống nữa thì nó xuống thẳng dưới lòng hồ rồi nha, dân cư đông nha. Rồi đây cái cột mốc ranh giới mình từ đây nè, đó, từ cái cây xoài này chạy thẳng vô nha, còn phần bên tay trái là của cái nhà nha, rồi mình chạy thẳng nó qua cái nhà đó là mình quẹo ngược cho ra đường lại này, đó, mình chạy dài xuống đây tới cái cột điện này luôn, thì nó được như vậy là 38m nha. Đó, bây giờ Hiệp quẹo vô đây phần đất của mình cho anh chị xem nha. Đó, giáp đó mình có hàng rào 70 hết này ha, mình tới phần này nó bám lòng hồ nha. Trên đất mình hiện tại em chị nhìn thấy ở đây còn có xoài nè, đó, xoài tuy nhiên bây giờ thì đang ra bông rồi, đó, chuẩn bị có trái nha. Đây mình có là rào 70 hết rồi nha anh chị nha, đó, anh chị nhìn đi. Rồi cái điều ở đằng sau này nè, nó là view hồ nè, mát mẻ trong lành ha anh chị, rất đã luôn. Ở đây thì mình còn cái ao nhỏ nha, sau này tuy nhiên nhỏ thôi, anh chị muốn thì mình mở thêm rộng ra nha. Đó, mình hàng rào 70 nè. Đây, một cái lòng hồ Trị An bát ngát luôn. Đó, đây của mình nó giáp tới đây, là cái này này là mặt nước lòng hồ nha anh chị. Đó, sau này anh chị mình về thì mình phát dọn đây cho trống lại nha, mình dọn sạch sẽ đây thì anh chị mình chèo xuồng rồi này kia thoải mái nha. Đó, bơi lội đã không. Rồi đây, bắt mẹ anh chị ha. Đó, đây lòng hồ Trị An nha anh chị. Đó, dọc đó là bè cá bè đồ ha, rồi đây là hôm tây rồi ta làm dọc theo cái mặt hồ này nè. Đó, ở đây mình nó hơi lài đi ra nè, cho nên nó rất là đã luôn. Anh chị mình dọn sạch sẽ đây nè. Đó, mình làm nhà nổi đây nha. Ồ, ok không? Ăn nhậu vui chơi nghỉ ngơi rất là đã luôn.
thích thì để một chiếc cano nữa ở đây mình chạy ha, đồng hồ ha, hoặc là chiếc Honda đó anh chị chạy đã không đó. Đằng sau mình làm cái nhà nổi ở đây mình ok ha, tùy thiết kế anh chị nha. Đó Hiệp chỉ giới thiệu đất thôi đó, còn mọi người có một ý tưởng nha anh chị. Đó đây Hiệp giới thiệu đất anh chị thôi đó, đẹp không anh chị? Đó anh chị nào mình thích á thì mình đằng trước á mình muốn xây dựng á thì mình đăng ký mua thổ cư nha. Còn đằng sau này nè, nếu anh chị muốn làm sinh thái nha, muốn làm du lịch câu cá giải trí đồ ha, hay là quán sân vườn ăn nhậu thì ở đây mình là dịch vụ thương mại anh chị được phép luôn, ok không? Quá đã ha, hai loại đất. Phần trước là đất quy hoạch đất ở nông thôn, đằng sau là dịch vụ thương mại. Tổng diện tích của mình 3.000 m², và gia chủ mình đang cho cái giá là 2 tỷ 500 củ nha anh chị. Đó, còn bước lọc cho anh chị nha. 2 tỷ 500 củ còn bước lọc. À, anh chị nào thích cái vườn cây trái như thế này về làm nhà vườn thì ok nha, alo cho Hiệp nha. Rồi Hiệp cảm ơn anh chị nhiều nha.